Hôm nay ngày 15 tháng 4 âm lịch, các đền chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, thông báo tạm dừng đón khách theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận trong ngày rằm tại một số đền chùa như đền Mẫu, đền Trần, chùa Chuông và đền Đậu đều đã đóng cửa và treo bảng thông báo tạm dừng các hoạt động dâng hương, đi lễ, tham quan, vãn cảnh. Bên cạnh đó, người dân cũng có ý thức không tập trung trước cổng đền chùa để khấn vái. Việc tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa tại các di tích văn hóa tín ngưỡng để tránh tập trung đông người là rất cần thiết trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, làm giảm được các ổ dịch, nguồn lây chéo trong cộng đồng.